bà chớ á. Sữa mẹ. Ồ. Mẹ anh. Là trời đang thiếu kim cương đúng không? Khỏi phải lo chi vì đã có shop bé btv.com. Cầm 20.000 đi chơi với bồ còn sợ bồ chửi bồ chơi chứ cầm bộ shop mình quay tay là bao phê hơn bồ chứ hả? Với tỷ lệ nổ hũ kim cương cực cao cùng với nhiều phần quà đua top nạp thẻ và ưu đãi hấp dẫn lên đến 75.000 kim cương đó nha. Link shop mình luôn để trong phần mô tả cho quý vị nhé. Chị sao con thở dài nói ta nghe? Tại không có ai yêu thương mình. Tại sao không ai yêu thương mình? Ai mà biết được. Vì sao thở dài nữa rầu alo? Ngầu, người ta bảo là thở dài nó mau già với hôi nách nữa đó alo. Chê thở đúng không? Trời ơi, chê thôi. Có ai chê đâu alo. Mau già với hôi nách chê cái gì? Biết rồi. Cái này người ta gọi là khuyên chứ không có chê. Tự nhiên thấy người ta thở dài quá. Nghe nó sót alo. Phải nghe sót không? Chứ nãy mới vừa chê hồi nách với già luôn. Không có chê, người ta bảo là thở dài sẽ dễ bị hôi nách alo. Ai bảo, người ta bảo hay là người cua bảo alo? Người cua là như nó có gì nó sẽ sai, nó bị không có hợp, không có người cua. Anh ơi, nó đấm em. Để anh qua anh xin đó. Trời ơi, em không tin nó đem cây lá đấm em đau ghê. Một phát vô đầu, chết luôn cả. Thằng khứa văn lèo, đấm em ở đâu vậy? Nó đây đó anh. Đây đúng không? Nó đó. Này. Ồ, giáp em xịn chứ à? Giáp bíp nước Free Fire luôn á. Bây giờ sao ta? Nè thì sao ta nè? Nó đâu vậy? Thấy nó thua. Mặt hồ vậy thôi á. Để anh tí nha, anh hồi sinh cho. Không thấy. Mà anh không có xu. Thì đi đó, hồi có xu cứu. Anh phải xin cái thằng khựa này cái. Bắn vô mớm mỏ luôn. Nhìn mỏ này dễ mớm không? Có. Có mới lạ. Có em đấm mớm chứ nó bắn sao bóp được. Cái gì đó, em dịu dàng mà, có đấm ai bao giờ đâu. Dạ, thưa quý vị, đây là giang hồ lẹo thì bi. Gì lẹo thì bi alo? Tại sao họ... Gì là ghê. Tại sao họ lẹo alo? Lương lẹo á. Lương lẹo. Lẹo sao được. Vậy ta hỏi lương đúng vậy, sao là họ lẹo alo? Kỳ lạ thật. Thì lẹo thì bi đi cho nó ngầu quá chứ. Lương thì bi nghe hay hơn chứ bộ. Thích lấy chữ phía sau nó sẽ nghe nó sẽ khác khác biệt hơn. Lẹo lấy. Lẹo thì bi. Bây giờ mày gớt luôn. Còn xu nữa là cứu em được đâu. Kỳ tính không cho ta. Khô mơ quá. Kể trong lúc hồi sinh bây giờ mình chơi cái trò này không? Chơi trò gì? Nói chữ. Chơi không chưa? Nói chờ, chữ chờ. Anh sao chờ nói chữ lại em? Em tuổi gì? Em tuổi mùi. Biết còn hỏi không? Đi vô, kể chơi không? Ok. Thường thường gắn liền với tàu cua là hồi nách. Nách hồi. Không có chơi lặp lại nghe đâu. Không, em nói cái này đâu có lặp lại đâu anh. Cái này đảo ngược lại nhưng mà anh đừng lặp lại nữa, hiểu không? Anh không được lặp lại nữa. Ờ, đó. Hôi chân. À, chân bò. Chơi thêm bả chân hôi nữa là chơi luôn. Chân bò hả? Ok. Bò sữa. Sữa mẹ. Mẹ anh. Anh yêu. Yêu em. Em nào.
đoán xem. Em nào ạ? Em nuôi gì vậy? Nào 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 chứ nào. Ô ô sub lu lu. Nào ạ? Ờ nào mà alo. Nghe chữ em nào cái nghe rối dữ, bạn nghe sợ dữ. Chữ nào kìa. Thôi thì đánh chấm lãng. Nào kìa. Lên lên. Thua là thua, đề nghị hung cái alo. Nào thôi. Thôi nào. Lại alo bậy rồi chứ vậy chứ. Không có lặp lại, cái này là đảo từ. Này đảo từ mà. Hợp lý. Nào hả? Nào thôi. Không được nha. Nếu nào thôi là lặp lại rồi đó. Alo. Thôi nào đúng không? Ừ. Nào mình gặp nhau. Alo, chỉ được hai từ thôi. Ký đầu giờ ăn gì? Nào gặp. Gì? Nào gặp. Gặp ai? Ai biết? Biết không? Không biết. Biết gì? Gì gì? Gì gì không có trong từ điển alo. gì ta? Ta đây. Ờ, đây đó. Đó đây. Ê nữa chơi điển chứ. Đó đây hả? Ừ. Đây đây là chơi tiếng chơi ghê đây hả? Đây đó còn chơi thứ đó đây rồi. Anh sao chơi lại em ở rồi. Nhảy lên. Thua là hung em. Bây giờ giả bộ thua hung cái rồi ngồi xuống. Không có chứ, giả bộ thua. Nha. Dạ thua không? Thua chưa? Từ không, mình nam nhi mình phải chơi quen mình chính đại đúng không? Thua là thắng là thắng đúng không? Mà giờ thua rồi nè, hung cái. Hả? Anh gì anh hung em alo. Không nghe tiếng alo. Hả? Không nghe tiếng. Nghe tiếng hung nghe tiếng gì ta? Tổm tổm đúng không? Hay là tụt tụt? Không có chuyện gì nha. Rồi ngồi xuống. Rồi ok. Ok. Chơi nữa không? Thôi, mình chơi nữa. Ok, chơi. Vô. Nói trước đi. Cái gì? Kinh nghiệm à. Chắc chưa? Chắc chưa? Ừ. Chắc dạ. Chưa? Có người ở trên kìa. Cười à? Rồi ok, em nói trước đi. À, chắc em nói trước không? Đâu. Hài hước. Chắc. Mình đổi từ nào mà nó có nghĩa đó. Thì có nghĩa mà anh hài hước. Ờ, em đốt trước mà, em được quyền đốt trước mà. Đúng không? Hước hước hạt. Tào lao. Nhìn lên. Hài hước hả? Hước mới hước cây cái quần què gì đó ta luôn. Làm gì có. Làm gì có. Không, phải nói cái từ nào có từ. Hơi. Chơi vậy đó, vậy? Chơi vậy đó. Hơi. Người ta có mở được thì chơi kiểu gì mới vô tập 1 có hết phim mẹ rồi. Thì em đó. Thì em đã bảo là anh chắc chưa rồi mà. Anh nói chắc mà. Chơi có cái từ ở em chơi gì không, chơi không biết, không chơi ăn gan anh thua chưa? Không phải thua mà nó không có trong từ điển. Có mẹ, nhanh nhanh. Rồi bây giờ phải nói được, phải có cái từ để đáp trả người ta nghe. Không có đáp trả là thua. Rồi, giờ vậy thôi, nói chung nó đi lại với mấy bông cái ra luôn. Thì thua rồi đó, ok. Hước gì? Hả? Hước gì? Không, em không cần biết, anh thua rồi, không em cài. Mà từ từ em phải trả lời được. Không có từ, không có vụ đó. Nhanh lên. Không cần biết, miễn là mình thắng được rồi, ở luôn. Này, ăn gian ấy. Không cần ăn gian luôn. À, ok, giờ muốn như đâu. Anh đúng. Đúng không? Anh được. Nhọt. Rồi, okay. Hai cái chết mày. Lỗ bữa này lỗ. Tất cả hai chiến nữa. Rồi, đố muốn đố đó được đúng không? Ok, bây giờ theo luật đố mình phải có câu trả lời cho người ta nghe. Rồi, ok. Ok. Mình nói trước đi. Đuôi. Nè. Mệt đi chứ. Mệt hả? Mệt thiệt. Ủa? Gì? Thiệt thà. Thiệt thà hả? Thà mất. Tự nhiên thà mất. Thì thà mất. Ờ. Có luôn hả? Có. Có ăn vàng thì có chứ có gì.
thì thà mất. Ờ. Có trong từ điển đâu alo. Có thà mất nghe, thà mất. Ờ vậy hả? Mất tiêu. Tiêu hả? Yêu yêu đúng không? Tiêu. I e i e u yêu tà yêu tiêu. Trong là cái môi mày phát âm có vấn đề mày hiểu không? Tiêu tàn. Ồ. Tàn phai. Phai màu. Màu sắc. Ồ. Sắc đen. Biến từ 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 yên lặng em nghĩ được chữ rồi từ mày đừng có bốc phát biến rồi ấu đừng nãy nó nghĩ được chữ rồi đổ xuống từ biến rồi biến rồi biến bén. Rồi dạ, xong. Dạ. Ấu. Tôi không biết bén cái gì nhưng nó bén không chết rồi. Bén gì? Bén Nó đâu anh? Nó đâu bắn anh không biết nó đâu luôn ấy. Oh my god luôn. Bén. Cái gì này biết to đúng không? Biết to cả. Đâu, biết tao đâu. Ây da, ở trên trên. À, trên nhà trên đúng không? Ở trên. Rồi, nóc anh, trên nóc á. Trên nóc á, nóc rồi. Ở trên tầng nóc, nhà nhiều lỗ đúng không? À, trên nóc á, đúng rồi. Anh kia cửa sổ, thấy nó. À, thằng cửa văn lèo này. Ừ. Thằng gì với chúng chui nè, coi kem em ơi, bén em ơi. bén. À, bén nhọn hả? Ừ. Bén nhọn. Chị bén. Có dù bén nhọn alo. Nhọn hả? Có bén nhọn. Chưa bén gì. Sao mày ngu thế hả? Bén gì nhiều có nghe bén lắm cũng được nè. Không có bén lắm. Tao nè tự nhiên bén lắm. Không có nghĩa. Phải có nghĩa. Bén lắm như cái dao này đúng không? Có nghĩa không nghĩa. Không có nghĩa bén lắm. Không có. Có bén lắm không? Bén lắm luôn đi. Không có. Ơi, không có đâu. Anh đừng có gian. Ôi, không có hay gian mà bén lắm có luôn. Có bén lắm không? Anh ơi, yếu mà. Cái bữa cỏ yếu rồi đó. Anh cứu em. Bén lắm có nghe. Từ từ, em muốn máu đi, em muốn máu đi. Rồi. Anh ơi. Đồ ngu. Đồ ăn hại. Cứu được em. Nó đâu? Em đâu biết đâu. Nó đâu vậy? Em đâu biết đâu. Tự nhiên như nó móc sau lưng cái nó bắn em á. Thằng hồi nãy á, thằng nãy bắn. Anh ơi, anh bên kia có người. Ở trên anh ơi. Trên nhà. Ây anh ơi, trên nhà nhiều lỗ. Ui. Trên nhà nhiều lỗ. Em định chạy về nhưng mà nó bắn đâu. Nè, cứu anh này mà. Đi anh cứu em, đi anh tí. Anh giờ anh chạy qua cái bể đầu đó nghe không? Ui. Oh my god luôn. Cái gì vậy alo? À? Cái đậu xanh gì vậy? Gọi nó xuống alo. Trời đất ơi, coi ông kéo tâm người bay. Oh my god luôn. Ai ơi mấy